Xin chào mọi người ạ. Mình là Yến, đại lý vị phân phối dòng sản phẩm cốc nguyệt san Anticap của công ty Minh Thảo GC tại Tân Kỳ, Nghệ An ạ. Và ngày hôm nay thì Yến sẽ giải thích cho mọi người biết cái nguyên nhân vì sao mà một số chị em phụ nữ chúng ta khi sử dụng cốc nguyệt san Anticap mình vẫn hay bị rò rỉ ở cái lần sử dụng đầu tiên ạ. Thì cái nguyên nhân chính đấy là có 7 nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng rò rỉ ở chị em phụ nữ chúng ta. Thì nguyên nhân thứ nhất đấy là nguyên nhân vị trí đặt cốc. Thì cái vị trí đặt cốc do một số chị em phụ nữ chúng ta lần đầu tiên sử dụng, mình chưa biết được cái âm đạo của mình có chiều dài là bao nhiêu. Vì thế chúng ta đặt cốc quá sâu. Thì chúng ta khi sử dụng cốc thì mình nên đặt cốc check về phía xương cùng 45 độ, bởi vì là theo cấu tạo của tử cung của chúng ta là hơi ngả sau, nên chúng ta sẽ đặt cốc ở vị trí chay hơi ngả sau. Và cái cốc thì mình không đặt sâu quá, mình chỉ cần đặt lút cái cuống cốc là được. Đấy là cái vị trí đặt cốc mà chuẩn và phù hợp nhất để cốc với âm đạo ôm sát với nhau và sẽ không gây cái tình trạng rò rỉ nữa. Thì nguyên nhân thứ hai nữa là đó là kinh nguyệt chúng ta bị rò rỉ ngay cả khi cốc chưa đầy. Thì vì sao khi cốc chưa đầy kinh dịch của chúng ta vẫn bị rò rỉ ạ? Thì có tới 90% chị em đấy là sẽ bị rò rỉ ở cái lần sử dụng đầu tiên. Đấy là do mình chưa làm cho cốc bung mở hoàn toàn. Khi mình đặt cốc vào thì mình sẽ bóp ở đáy cốc để để cho nó cái cốc nó bung mở hoàn toàn trong âm đạo của mình. Thì như thế cốc sẽ được ôm chặt với âm đạo của mình và sẽ không bị méo và sẽ không gây rò rỉ nữa. Thì đó là do cái cách đặt cốc của mình, do cốc chưa bung mở. Khi chúng ta đặt vào âm đạo của mình thì cốc chưa bung mở, đấy cũng là nguyên nhân gây đến cái tình trạng rò rỉ. Và nguyên nhân thứ ba dẫn đến cái tình trạng rò rỉ nữa đó là cái sai, khi bạn chọn sai cốc, tức là kích cỡ của cốc đấy ạ. Nguyên nhân thứ ba đó là cái lựa chọn kích cỡ của cốc. Thì một số chị em phụ nữ chúng ta do chúng ta lựa chọn cái cốc, cái size của cốc nó không phù hợp với âm đạo của mình. Có thể là cái size của cốc nó to quá và âm đạo của mình thì nó bé, nên là khi đặt vào thì nó sẽ cái cảm giác nó sẽ đau, hoặc là cái cốc nó bé âm đạo rộng thì cái nó sẽ gây ra cái tình trạng rò rỉ. Nhưng mà các bạn yên tâm, khi các bạn đã quan tâm và đã để ý đến sản phẩm thì Yến tin chắc rằng cái người tư vấn cho các bạn, cái đại lý tư vấn cho các bạn sẽ hỏi rõ và kỹ, sẽ biết được bạn phù hợp với cái sản phẩm, với cái size cốc nào sẽ phù hợp với cơ thể của bạn. Và lý do thứ tư dẫn đến cái tình trạng rò rỉ nữa đó là lỗ thoát khí bị bịt kín. Thì một số chị em chúng ta có cái kinh dịch đấy là có cái kinh dịch nó vón cục ấy ạ. Nó vón cục và khi mình vệ sinh cốc thì mình không để ý đến cái lỗ thông khí. Có ở trên cốc có 4 cái lỗ thông khí nhỏ. Và khi chị em phụ nữ chúng ta vệ sinh thì mình không vệ sinh ở cái lỗ thông khí và làm cho cái kinh dịch nó đọng lại ở cái lỗ thông khí đấy. Nên là sẽ gây ra cái tình trạng rò rỉ, bởi vì là cái lỗ thông khí nó có tác dụng là làm tạo cái lực hút giữa thành âm đạo với cốc. Nó có tạo ra lực hút, vì thế khi đã được bịt kín rồi nên là cốc sẽ bị không có lực hút với thành âm đạo nữa. Nên là sẽ bị gây ra, sẽ lọc, nó sẽ đẩy cốc ra và gây ra cái tình trạng là mình sẽ bị rò rỉ kinh dịch. Thì đấy là 4 nguyên nhân. Và nguyên nhân thứ 5 nữa gây đến cái hiện tượng rò rỉ đó là cơ thể của chị em phụ nữ chúng ta có thể là chưa quen với cái sản phẩm mới. Bởi vì là mỗi cái sản phẩm mới khi đặt vào cơ thể của mình thì cơ thể của chúng ta sẽ có cái cơ chế là đẩy ra. Nếu mà có vật lạ vào đặt vào trong người thì sẽ có cái cơ chế là mình đẩy vật lạ ra ngoài, đúng không? Và vì thế là khi chúng ta tiếp xúc với một sản phẩm mới lần đầu tiên chúng ta đưa vào cơ thể thì cơ thể nó chưa quen, vì thế là nó chưa quen, vì thế là nó co bóp rất là mạnh và có thể là sẽ đẩy cái cốc ra. Nên là nhưng mà các bạn yên tâm, thì đấy là cái cơ thể mình nó chưa quen với cốc. Nhưng mà 1-2 kỳ đầu thì sau đó thì cơ thể mình sẽ quen với người bạn mới này và các bạn sẽ sử dụng nó thoải mái hơn và âm đạo sẽ ôm khí của cốc hơn. Lúc đấy
sẽ không còn rò rỉ nữa. Và nguyên nhân thứ sáu đấy là rò rỉ mặc dù thời gian sử dụng cũng đã khá dài. Thì cái trường hợp này cũng rất là ít nhưng mà cũng có xảy ra, đấy là một số chị em khi chúng ta sử dụng thời gian khá dài nhưng chúng ta vẫn bị rò rỉ. Đấy là do cái cấu tạo, nó không can gì cả, đấy là do cái cấu tạo của âm đạo của chị em phụ nữ chúng ta. Một số chị em, cấu tạo của âm đạo thì thường là chúng ta có cấu tạo theo dạng đường ống, theo dạng đường ống, nhưng mà ở trong mặt trong của âm đạo ấy là có, nó có các cái nếp gấp. Và ở các nếp gấp này thì một số chị em phụ nữ chúng ta kinh dịch chúng ta sẽ đọng lại ở các nếp gấp, chúng ta do cái nếp gấp nó co bóp và có thể sẽ đọng lại một số kinh dịch. Vì thế là khi chúng ta đặt cốc vào sẽ làm cho nó giãn cái nếp gấp ra, co giãn cái nếp gấp ra, làm cho một số ít kinh dịch nó chảy, nó theo ở miệng cốc nó chảy ra ngoài. Thì đấy là do cấu tạo của âm đạo của chị em phụ nữ chúng ta. Thì không sao, cái này không sao cả. Và thứ bảy nữa là nguyên nhân gây rò rỉ, đấy là do cái cốc đã đầy mà các bạn chưa biết. Thì ở trên cái miệng cốc thì nó có bốn cái lỗ thông khí, và nó còn có, nó tạo lực hút giữa cốc và thành âm đạo. Ngoài ra nó còn có cái tác dụng, đấy là tác dụng nó báo lúc nào thì kinh dịch đầy. Thì lúc nào kinh dịch đầy thì lượng kinh dịch sẽ tràn qua lỗ thông khí và rò rỉ ra ngoài một ít. Và cái kinh nghiệm kinh nghiệm mà Yến khuyên mọi người đấy là cái lần đầu tiên sử dụng ấy, thì mọi người là mình có thể đặt băng miếng, dán miếng băng vệ sinh hàng ngày để mình sẽ nhận biết được cái lượng kinh dịch của mình bao nhiêu giờ đồng hồ thì sẽ đầy. Như thế thì mình sẽ biết được sau đấy, những kỳ sau thì mình sẽ căn được là bao nhiêu giờ đồng hồ mình đầy để mình thay cốc. Bởi vì lúc kinh dịch đầy thì nó sẽ nhỏ ra, rò rỉ ra một ít ở băng vệ sinh, nó có một giọt máu đỏ ở băng vệ sinh, mà khi đấy chúng ta sẽ biết được lúc đấy là kinh dịch mình đã đầy và lúc đấy thì chúng ta sẽ thay cốc. Thì đấy là bảy cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng rò rỉ ở chị em phụ nữ chúng ta mà chúng ta vẫn hay thường gặp. Thì ở đây có bạn nào có gặp những cái nguyên có bị rò rỉ như thế thì các bạn lưu ý đến bảy nguyên nhân đấy, xem là mình nó vấp ở cái chỗ nguyên nhân nào để mình có cái cách khắc phục của mình. Vâng, và nhân tiện đây thì Yến cũng có cái cuốn ebook. Cuốn ebook đấy là Yến vừa hoàn thành xong cuốn ebook là 5 bí quyết livestream, bí mật livestream hiệu quả, và Yến sẽ tặng cho những các bạn đang xem cái video này để các bạn có cái cách livestream và mình sẽ ra đơn và kinh doanh online tốt hơn. Thì nếu bạn nào muốn nhận cái ebook của Yến thì hãy kích vào đường link phía dưới và về trang Facebook của Yến thì Yến sẽ tặng nó cho các bạn. Và Facebook của Yến là Yến Tân An. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi các video tiếp theo của Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.